Khi chúng ta săn mây đồi chè Cầu Đất thì sẽ nghe đến hai thông tin, đó là tu bin số 7 và tu bin số 10. Vậy tu bin số 10 có gì đặc biệt thì hôm nay hãy cùng Lộc ơi khám phá nhé mọi người. Sau khi chúng ta băng qua những cái làn sương của quốc lộ 20 lên Cầu Đất thì chúng ta sẽ đến với cánh đồng điện gió Cầu Đất với rất nhiều các tu bin. Lên đây thì đường rất là đẹp và tu bin được đánh số hết này mọi người. Đó, tất cả các tu bin đều có bảng chỉ dẫn nên chúng ta rất dễ đi nhé. Đường ở đây là đường đã đổ nhựa gần như 100% rồi mọi người, nên đi săn mây Cầu Đất cực kỳ dễ dàng, không có phải đi những cái đường đá như trước đây đâu. Rất là tuyệt vời đúng không mọi người? Đây là đường lên tu bin số 10 và số 11 này. Cái tu bin số 10 là có một cái con dốc với những cái clip TikTok chịu view ấy mọi người. Đó, ở đây có bảng chỉ dẫn là tu bin số 10. Hiện tại thì đang có người đang đứng quay ở đây. Cái con dốc tu bin số 10 này khá là đẹp ấy mọi người. Đến đây chúng ta quay clip mà đi bộ từ trên kia xuống là cực kỳ đẹp. Đây, ở đây có anh chị đang quay clip đi bộ xuống khá là đẹp đúng không mọi người? Những cái cảnh điện gió nó xoay rất là tuyệt vời luôn. Đây có một đôi bạn trẻ đang quay đi bộ ở tu bin số 10 luôn mọi người. Lộc cũng tranh thủ làm một vòng ở tu bin số 10 để lưu giữ những cái kỷ niệm nha mọi người. Ở đồi chè Cầu Đất thì rất nhiều các tu bin, nhưng theo đánh giá của nhiều người thì tu bin số 7 và tu bin số 10 là đẹp nhất vì nó có những cái góc chụp khá là tuyệt vời. Đây, tu bin số 10 thì rất là đông người đang ở đây này. Những cái cánh quạt gió thì đang quay rất là đẹp luôn. Đứng ở cái tu bin số 10, chúng ta nhìn thẳng qua bên kia sẽ thấy cái con tàu của một cái địa điểm du lịch đấy mọi người. Đó, bên kia có một cái khu du lịch có cái đoàn tàu Fin Daily gì đó, rất là đẹp luôn. Đây là hình ảnh về tu bin số 10, nhìn qua những cái tu bin khác này, Lộc quay bằng timelapse rất là đẹp đúng không mọi người. Đó, bên kia là cái đoàn tàu kìa, mọi người đứng đây mà chụp hình check in quay timelapse là cực kỳ đẹp luôn. Đến với đồi chè Cầu Đất thì thực sự là Lộc rất là mê mấy cái tu bin gió này mọi người, nó rất là to nhé. Đó, những cái cảnh quạt gió này nó bự lắm mọi người. Lúc xem clip thì Lộc tưởng nó nhỏ thôi, nhưng thật sự nó rất là to nhé. Nếu mọi người thấy video hay thì nhớ like và đăng ký kênh của Lộc ơi để đón xem những video mới nhất trong những chuyến hành trình của Lộc ơi. Cảm ơn mọi người.